Đông đúc các bạn. Rồi, rồi, từ từ anh. Từ từ, đường hẹp mà. Rồi, đi, mình nhường cho anh ta xuống trước đi. Đạp ga vừa vừa cho em thôi. Trời ơi, bạo lực thế. Nhớ là anh phải nhường cho anh ta xuống đi. Cái hẻm nó nhỏ, mình lên chen lên dưới sao. Rồi, bây giờ lên núi đi làm gì thế nào. Nếu mà có xe hơi xuống, mình đây có vô trống thì mình sẽ né vô, mình leo lên lề để mình nhường cho anh ta. Thấy không? Còn nếu không có, mình cứ lên luôn. Rồi, một đống rồi. Rồi, dướng trên đây đúng không? Rồi, anh chạy thẳng lên trên kia giùm em. Chạy lên trên kia quay đầu. Rồi, hết lái qua giùm em. Hết lái luôn. Đúng rồi. Đừng đạp ga. Anh đạp ga đều thôi. Đừng có đạp ga nhồi vậy cho em nha. Tại mình định lên trên kia luôn. Và thứ hai là em chỉ cho anh nè. Khi mình đạp ga đó, anh không có đạp nhồi. Cái giống như tay ga anh gồ ga đều. Nó không lên, anh gồ tiếp nhẹ nhẹ đi tiếp. Chứ không có đạp buôn. Rồi buông ga. Buôn, rồi buông ga. Rồi, một cục luôn các bạn. À, một cục luôn. Thì nó đúng ra cái xe này á, là phải chạy lên đây nè. À, tại vì mình mở rộng rồi. Mình mở rộng thì người ta sẽ xuống được. Thắng gì mình giữ trên thắng đi. Anh kéo nó tay làm cái gì? Đợi hả? Người ta tranh thủ người ta đi mà anh kéo nó tay làm chi? Chuyển lại giùm em đi đó, thấy không? Rồi trả số, thấy không? Người ta đi rồi đó, thấy không? Thấy không? Từ từ thôi. Khổ ghê, lần đầu tiên mới leo núi nên đã cũng hơi căng thẳng. Anh từ từ anh. Đường hẹp xe cái máy xuống nữa. Rồi mình đi từ từ lại lại lên. Không cần gấp. Không hấp tấp nha. Tự nhiên cái đường nhỏ xíu mà ban ngào ngào lên là nguy hiểm á. Xe mình mới mua nữa, nhiều khi ấy, anh chạy xe kiểu đó là dễ xe máy nó quẹt á, nó dướng dách nó ngã cho mình. Cứ từ từ bò bò dần dần lên là được. Cái nào mà trống á thì đạp ga không nói. Đó, số 2 nó mạnh không? Nó đều, nó ổn định. Số 2 là số thích hợp để leo núi. Đó. Còn nếu mà trường hợp các bạn thay đổi số như thế nào để thích hợp lên núi thì chẳng hạn như là mình đang đi xe số tự động mà trên xe mình đi 1 hoặc là đi 2 hoặc đi 3, có thể tôi đang sử dụng chữ D tôi đi lên núi. Nếu trường hợp tôi đi chữ D lên núi mà thấy nó hơi bị đuối thì mình sẽ thay đổi số thích hợp qua bán tự động số cấp để mình đi. Thì trên xe có nhiều loại xe, nó có những cái số khác nhau đó, chẳng hạn như là xe mình chiếc Etiga của Suzuki Sport thì nó có số là L và số 2. Thì số 2 này khi mình thay đổi qua số 2, mình đập ga lên nó sẽ tự sang số cho mình. Còn L là khi mình chuyển qua chính L, nó là vẫn là số 1, mình đã đạp ga đi nữa nó cũng không lên số. Rồi còn những cái xe khác có chữ S thì mình thay đổi qua chữ S, hoặc chữ M thì mình thay đổi chữ M, tùy theo câu nhận bộ số, những bộ số xe mỗi chức năng nó khác nhau, nên các bạn tìm hiểu trên cái xe mình để mình đi. Odeon, Odeoff gì đó, ui nhiều thứ lắm. Đó, M cộng trừ đó, đặc biệt M thì mình đã nói nhiều bạn các bạn rồi. Khi các bạn chuyển qua lại số qua chữ M, các bạn nó là số 1. Các bạn đạp ga đi nữa, đạp có mạnh đi nữa, nó vẫn là số 1. Thì lúc này đủ ga, đủ chớn thì các bạn sẽ thay đổi số qua số 2 bằng cách đẩy cần số lên. Còn chữ S thì các bạn sẽ thay đổi tùy theo xe có chế độ lẫy số trên vô lăng, thì các bạn thay đổi trên đó, cộng trừ bên đó. Đó, M thì các bạn thắng lại thì nó tự động giảm số. Nhưng mà khi nó giảm rồi, các bạn đạp ga lên nữa, các bạn không tăng số thì nó vẫn là số đó. Đó, đặc biệt nha. Rồi anh về phải nha, nhớ ngó trên kia giùm em coi có xe xuống hay không. Ngó bên phải á. Dạ, ngó trên dốc luôn á.
Rồi cái kiếm mình ngang góc cua là mình đánh nhẹ nhàng. Dạ đúng rồi, cái nhẹ nhàng. Dạ giữ đó, đúng rồi. Ít thôi, trả lấy lại giùm em. Vừa đạp ga vừa trả lái, mọi bánh xe mình chỉ dướng. Audi dữ dằn không? Ngọt liệm luôn. Giống như Fiat 8. Tốt, nhưng có cái hồi nãy ga ảnh hơi đi chưa đều, chưa quen xe đó, chưa quen xe hơi hơi nhồi. Ví dụ anh chạy một mình thì được, mà anh chạy mà có người sao khó chịu lắm, nhồi lên nhồi xuống, ngồi lên ngồi xuống khó chịu. Đúng Đó, từ từ quen, cứ đều giống như tay ga xe số mình, xe tay ga đó anh gọi nhẹ 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 đều, nó không có bị tuột, thấy không? rồi. À, nãy nãy lo lắng cái vụ tụt á, Nó không có bị tuột, cứ nghĩ cứ nghĩ giống giống như xuống sàn á. nó không có bị tuột. Dạ anh cái nếu mọi người nhớ chú ý nha, nó không bị tuột đâu các bạn sợ. Có nhiều người là vẫn nghĩ là sợ nó bị tuột đúng không? Xe hiện tại bây giờ nó có rồi, ha, hỗ trợ ngang dốc hết rồi, các bạn cứ yên tâm. Còn có xe hỗ trợ đi dốc đèo rồi trời, rồi nó đủ thứ hết. Cái bữa anh đi xe mà đi chuyển tặng bị tuột á anh Thành. Xe xuất sàn. Xe xuất sàn nó tuột. Xuất sàn. Xuất sàn. Nó tuột nhưng mà cái đó là anh phải đi ém con. Đúng rồi, em con. Rồi lên bên trái luôn. Thầy nghe em. Bên trái, thầy nghe, thầy nghe. Dễ mà, đâu gì đâu khó. Giảm lại, giảm lại, giảm lại. Cái cua nhỏ mà lên dốc mà. Không, chơi đi. Nhưng mà ý nói là em mua xe số sàn hay tự động? Em mua số sàn hay tự động? Em đi xe số sàn hay tự động? À vậy hả? Tập xe số động dễ mà, đâu gì đâu khó. Số sàn mới là khó, còn số động quá dễ. Nên thầy chỉ chút xíu là ok à. Đó. Không có đâu, số tự động dễ hơn chứ. Tại em chưa thử, bữa nào thử đi. Thấy không? Ừ, thầy ra riêng rồi, thầy đang trên Vũng Tàu, đang trên núi Hải Đăng nè, đang luyện tập nè, đường dài nè, chút xíu lên luôn. Chứ này đi suốt đường dài mà. Đúng rồi, đang kèm nè. Rồi nghiêng qua phải, nhớ nha, mấy cái cua gắt á anh phải giảm. Tại vì hả thầy nghe, Đà Lạt 7 triệu là ăn đi 2 ngày 1 đêm, xăng cổ phí cầu đường là bên thầy lo hết cho mình luôn. Đó. Đi thẳng. Đi 3 ngày, đúng rồi, 3 ngày thêm 1 triệu thôi. Là thầy lấy tiền xác xe thôi, chứ không có phụ thu thêm gì hết á. Là đó là đi 3 ngày là vừa đi du lịch luôn, vừa luyện lái luôn. Đó. Rồi. Ừ, lâu lâu hai chồng đổi gió đi. Rồi lên tuốt ngon, lên ngồi luôn, đòi đòi luôn. Rồi ok. Nhớ từ từ nha, mấy khúc cua là anh phải chậm nha. Anh cứ ban lên là nguy hiểm, tại vì đường nó có những cái cục đá như cái gờ đó, cực kỳ nguy hiểm, dở vẹt lắm. Nó không có tuột đâu, đừng có sợ. Đúng rồi. Rồi lên trên đó mình sẽ quay đầu, chứ nắng lắm. Ở đây hả, mình quan sát ở trên này nắng. Nếu mà đúng nha, lên này ngắm bình minh đẹp. Nhưng có cái đây nó cấm cái khung giờ. Anh lên đó cái anh quẹo sát vào hết, quay đầu bên trái luôn không, mình quay xuống ha. Lên nữa, ngay chỗ sát cái xe màu trắng, rồi đạp ra. Nữa, hết lái qua trái luôn. Đúng rồi, hết luôn. Hết luôn. Rồi anh ve lại cái, rồi dừng lại, ve lại cái rồi mình xuống. Con xuống luôn chú ơi, con xuống luôn. Rồi luôn lại cái. Nữa. Rồi hết lái xuống. Con xuống luôn rồi chú ơi. Hết lái xuống. Đi số 2, đừng có đạp ga nhiều anh. Nè, đang đi xuống dốc là không có đạp ga nè. Cho em. Đó, đừng có mê chân ga nha. Cứ từ từ, chưa buông thắng ra hết mà.
Đồ tôm mì ngắm cảnh ngon à. Nắng lắm. Nãy mà nói ngắm em cho ngắm luôn. Nhưng mà thôi nắng lắm, đen. Rồi cứ từ từ không gấp. Mấy cái cua này không gấp giùm em nha. Ví dụ mình xử lý được nhưng mà ta xử lý không được thì sao? Dướng liền. Đúng rồi. Cái đó là học viên cũ của em. Lâu lắm rồi, bỏ lâu rồi. Cũng công việc tùm lum la. Giờ mới ôm lại chắc mua à. Dạo cổ tiên. Đúng rồi. Rồi mình đi xuống. Mình leo núi, mình đuối. Mình sẽ xuống ăn lẩu cá đuối à. Cứ từ từ. Dạ đúng rồi. Tấp vô chút xíu. Nhường cho anh ta qua trước. Nhường cho anh ta qua trước thì anh đi, đừng có chen vô. Rồi đó, ok, nhớ giùm em nha. Và đặc biệt các bạn mới nhớ nè, khi các bạn di chuyển đường mà thấy nó hẹp, các bạn thấy mà chỗ mình an toàn thì các bạn tấp vô, bạn nhường cho anh ta, tuyệt đối không chen đỏ mấy cái cục đá lú lên này là cực kỳ nguy hiểm luôn, có thể là gây nổ bánh mình ha. Nó tuyệt đối không chen. Ví dụ bên kia trống thì bên kia ta tấp vô để mình đi đó. Nhiều khi đi không có lọt hai xe dướng với nhau. Mấy khúc cua này nguy hiểm, cẩn thận xe máy nó lên đó. Dạ. Đó, chậm lại giùm em. Từ từ. Rồi. Đó, cái chật hẹp quá là dễ bị gõ kiến với nhau. Ok. À, chấm thì anh buông thắng ra, bám giữa làn đường cho em. Đó, đó thấy buông thắng thôi chứ rồi đặt chỉ như ra anh thấy dốc ghê không? Gà thắng nhẹ giùm em, gà thắng nhẹ được rồi, chấm buông thắng đó vậy thôi. Cái mai là số 2 nó gị lại bớt rồi đó, còn để chữ D mà nó tuột luôn. Quên nữa nha, khi các bạn đổ dốc các bạn lên số nào, leo lên số nào thì xuống số đó. Để chi? Là cái câu thành ngữ đó để dành cho những các bạn có thấy, có thói quen là có nhiều trường hợp là mình thấy rồi, lên trên đây trả lại âm mo trả xuống ha, bỏ chữ N trả xuống và để chữ D đi, là lúc này các bạn xử lý được là các bạn gà thắng. Nhưng mà các bạn hiểu rằng các bạn gà thắng nhiều quá nó sẽ nóng. Những xe lớn mà xe tải nặng không bao giờ ta gà thắng nhiều đâu, nhiều chút xíu là sẽ bốc khói, nó cháy bố cháy đĩa và đồng thời mất thắng. Xe mình cũng vậy, mình thắng nhiều quá nó cũng ảnh hưởng đến bộ thắng của mình. Nhiều khi mình phải buông thắng ra để mình đi và thắng số thì số 2 nó sẽ gửi lại cho mình. Nếu bạn chữ D nó sẽ trôi chớn cực kỳ nhanh, và nếu bạn để mà chữ N nữa hoặc là số 0 thì các bạn thấy cái cảnh nó sẽ gia tốc, nó lớn và nó mất kiểm soát. Hiện tại bây giờ là mình đang đi số 2 thì ghi bằng máy và đồng thời mình vẫn thắng chân. Trời chống buông thắng, đánh lái, đó vậy thôi. Rồi lúc này thì nó chậm nè ha. Rồi anh đạp ga nè. Chứ không phải là đè chân thắng hoài nha các bạn. Bạn mà đè chân thắng hoài là nguy hiểm á. Nếu mà quãng đường xa, dốc đèo xa thì nguy hiểm, nên lên số nào xuống số đó là cái công thức. Đối với xe số sàn cũng vậy luôn. Còn anh em nào lái tốt và chuyên về đèo rồi, người ta có thể trả chữ N hoặc chữ D người ta đi để tốn nhiên liệu. Cái đó dành cho những người cứng nha, không khuyến khích các bạn mới. Các bạn nói ơ rồi để tiết kiệm nhiên liệu, nhưng mà thực chất các bạn chưa có kinh nghiệm về đèo nhiều thì các bạn cứ thả chớn tiết kiệm lắm. À, coi chừng tiêu đó vậy thôi. Đợt trước mình có làm cái clip là mình đổ đèo bỏ lọc rồi đó. À, mình đổ đèo mình chạy. À, mình cũng hạn chế, ít khi hạn chế mà thắng. Mình vượt, trời ơi cái xe xe đã kéo xe đạp tội nghiệp. Sắm chiếc xe đạp điện cho nó nhỏ đi, nó đi đạp hoài nhỏ đạp không nổi, không khổ thiệt chứ.
sắm chiếc xe Tega 50 cũng được, không biết mua, leo đất, nổi không. Mua đất ở trên núi là rẻ không? Không, đâu bán đất trên núi đâu anh, mà bán. Anh trên núi làm gì bán? Ta thấy người dân cư ta ở. Cho thuê, cho thuê, cho thuê, hoặc là ta ở lâu năm ta cắm trại đó sẽ chiếc cái núi đó ta thích lấy lại là lấy lại anh ơi. Không? Trên núi nhà nước còn sao ai mà. Đất dạ có... cho thuê dạ. Thấy mặc người ta là ở lâu năm rồi ta vẫn còn ở đó, thật chất là không mua bán gì được trên núi á. Đó là cấm mà. Chỉ có cho thuê chém chùa này nọ ta ở đó, người ta giữ đất này nọ thôi. Nó làm kinh doanh dịch vụ. Đó của nhà nước mà. Trời ơi. Ven biển cũng vậy thôi. Máy sát bờ biển á, lớn biển á cũng vậy thôi, đâu có làm được. Chỉ có cho thuê, nhà nước cho thuê để mình làm kinh doanh, mình đóng thuế cho nhà nước. Ở đây thì cũng có nhà người ta ở lâu năm rồi không nói. Ở từ xưa đến giờ không nói. Đó. Còn giờ là buôn bán đâu có được đâu mà ai buôn bán. Những cái trên núi có những cái nhà gần gần núi nha, còn có nhiều khi ở lâu năm mà không nói, còn mới nữa thì mình chưa biết. Đó, mấy nhà bự bự nè, đã lâu năm lắm rồi. Nói chung là thuộc lại là đại 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 trên nữa rồi. Mình không nói được nha. Kệ ta đi. Anh 49 lên này nè, anh leo núi là chuyện bình thường nha, anh đi suốt ngày đèo. Đúng rồi. 49 nhưng mà ở khúc nào á, chứ không phải là ở khúc không, mà đa số là 49 là anh đi đèo không. Đó. Rồi ok, mình đi xuống. Rồi quan sát ở dưới giùm em nha. Rồi, chút xíu mình lấy gọng qua bên trái ha, lấy gọng bên trái, cái vai của mình sẽ qua ngay chỗ cái cây bàn đó là mình mới đánh lái. Rồi lấy gọng ra. Anh cứ buông thắng đi, anh buông thắng ra bình thường đi. Coi chừng mấy đứa nhỏ. Rồi, anh lái xuống giùm em. Tại vai mình qua khỏi cái cây bàn, cái điểm quẹo thì mình sẽ xuống nó dễ dàng hơn, nó không vướng. Tại xe mình bảy chỗ. Ok, rồi chút xíu anh sẽ quẹo bên phải giùm em nha. Nhớ nhắc em chút xíu, em chỉ cho chỗ bánh mua bánh phong lan vịt muối nha, không mà quên á. Bánh phong lan vịt muối anh tỷ ha, đối diện rau má bà già, cực kỳ ngon nha bạn. Bạn nào chưa ăn các bạn ra đây ăn à, ngon, bổ, rẻ, chất lượng. Rồi anh thay đổi số giùm em nha, đẩy nhẹ lên đất à. Đúng rồi, hồi nãy mình kéo nhẹ xuống mình đẩy lên, lý do leo núi thì đi số thấp, đổ núi cũng đi số thấp. Bây giờ là mình đi đường đồng bằng, bằng phẳng thì mình đi chữ D. Rồi anh về phải. Trời, mình sẽ đến lẩu cá đuối nha mọi người. Úc Mười đó, lẩu cá đuối Úc Mười. Rồi anh đi tới. Nói chung là lẩu cá đuối đây thì nhiều, nhưng mà mình thấy lẩu cá đuối ở đây thì chỗ này mình ăn thấy hợp lý, hợp khẩu vị, ngon. Lên trên đó chút xíu coi có trống chỗ không, mình quay đầu lại còn trống mình đậu ngay đó luôn. Quay đầu rồi đậu của ta. Dạ đúng rồi, mở xi nhan phải thôi. Để hỏi mấy đứa kia nó chỉ đâu. Rồi chậm lại chút xíu cho mẹ. Qua anh kia đó, lên trên chút xíu quẹo bên trái. Nghe quán, chậm lại, hết lái qua trái, quẹo trái. Hết luôn. Cho leo lề luôn, đừng có đập ra anh. Cho leo lề luôn, đúng rồi, cho bánh nó rớt xuống nhẹ cái mình thắng lại. Rồi, gia lại cái, gia lại cái gì mày? Gia lại mới sao ha. R, rồi. Ngó đây nè, ngó đây. Ngó đây. Rồi, trả lại thẳng lại. Rồi, lùi tiếp. Để đây cũng được mà. Lùi rồi, lùi đi, lùi nhẹ. Lùi nữa, lùi theo sau, nữa. Đó, cho nó nè, nhìn đây nè. Có cam nè, lôi à, đừng có bẻ nữa, đang thẳng rồi nè, đang thẳng đúng không đẹp không. Rồi lôi nhẹ đến đây nữa. Rồi giùm. Rồi kéo thân tay luôn đó, thân xe mình đã song song với cái lề rồi, không bẻ nữa.
Nè anh nhìn nè, thấy thân xe không? Cái kiến chứ, cái cam lui á là mình phải quan sát sau thôi. Giống như hồi xưa anh là đâu có cam đâu. Mình sử dụng gì? Ba kiến. Kiến trái, kiến phải và kiến giữa. Để mình ve. Cam là ngó phụ đó, anh phải ngó nè, thân xe mình song song nè, với cái lề nè mới đúng nè, thấy không? Còn nãy vô cua đó, xe số động thường thường là anh buông thắng nó đã di chuyển rồi, không đập ga nữa. Đến chỗ đông là tuyệt đối không sử dụng ga đạp nhồi giống nãy nữa. Nha, còn hơi bị cái lỗi đó chút xíu nó nguy hiểm á. Thấy không? Hồi nãy anh buông ga cái nó vẫn quay đều bình thường đi, bình thường đều. Rồi ok, mời cả nhà đi ăn lẩu có đuối nha.